Xin chào các bạn đang tự học ngữ pháp tiếng Anh trên kênh Learn English Jam. Hôm nay chúng ta sẽ học qua một điểm ngữ pháp nâng cao trong tiếng Anh. Đó là điểm ngữ pháp về Absolute Phrase. Trước khi bắt đầu video thì thầy cũng xin nhắc luôn là sau khi các bạn tìm hiểu về Absolute Phrase hay còn gọi là cụm từ tuyệt đối này, có một video khác về Absolute Clause mà thầy đã ở description link ở phía dưới nếu như bạn muốn tìm hiểu thêm về cái gia đình Absolute này ha. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi qua 5 nội dung chính. Thứ nhất, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về định nghĩa làm sao để có một Absolute Phrase ha. Sau đó là chức năng của cái Absolute Phrase. Kế tiếp là một số ví dụ để chúng ta hiểu kỹ hơn về Absolute Phrase, áp dụng nó như thế nào. Và cuối cùng chúng ta sẽ ôn tập lại những gì chúng ta đã học. Right, nội dung thứ nhất, định nghĩa. Để có được một Absolute Phrase rất đơn giản, chúng ta sẽ cần một danh từ, một noun cộng với một verb in ha. Bất cứ khi nào chúng ta có một cái noun cùng với verb in là chúng ta có được một cái absolute. Nhưng mà absolute clause hay absolute phrase thì tùy vào cái vai trò của nó trong sentence, trong một câu ha. Vậy thì chức năng của absolute phrase là gì ha? Trong câu thì absolute phrase sẽ đóng vai trò như một danh từ ha. Và danh từ nó có thể làm hai cái việc chính. Đó là làm subject hoặc là làm object. Làm object của verb hoặc là loại object của preposition, của giới từ. Và đây cũng là ba chức năng chính của absolute phrase ha. Ba chức năng chính mà các bạn có thể thường thấy của absolute phrase. Ok, bây giờ chúng ta đi qua một vài ví dụ để hiểu rõ hơn nha. Đầu tiên chúng ta sẽ đi qua một số ví dụ về absolute phrase làm subject. Sau đó là một số ví dụ về absolute phrase làm object. Ok, subject trước. My friends. Đây là một cái danh từ đúng không nào? Tiếp theo thì có một verb in. Be cũng là verb thêm in ha. Being talkative. My friends being talkative. Đây là một cái subject. Đây là một cái absolute phrase đóng vai trò như một subject. Sau đó thì sau subject phải có verb đúng không nào? Thầy sẽ cho verb vào. Anoint me. Nhắc lại nha, đây là absolute phrase được tạo thành từ noun my friends và verb in being talkative. Và cái absolute phrase này làm subject và sau subject này thầy có một cái verb là annoys. Thầy cần lưu ý là khi mà absolute phrase làm subject thì verb phải chia là số ít nhé. Như trong trường hợp này thì annoy phải thêm at, annoys. Một ví dụ khác nha, lần này thầy không cho noun mà thầy cho pronoun ha. Đại từ me, sau đó là verb in sleeping late at night. Ok, đây là một cái absolute phrase. Me sleeping late at night. Absolute phrase này làm subject, bây giờ thầy thêm verb số ít đó là isn't, chia theo số ít ha. Isn't a healthy habit. Me sleeping late at night. Và chúng ta có verb isn't a healthy habit, chỉ ở số ít. Một điểm khác cần lưu ý là khi chúng ta sử dụng pronoun để có được một absolute phrase ha, thì các bạn hãy nhớ là cái pronoun của mình phải là object pronoun ha, nếu nó chỉ người ha. Và trong trường hợp này là me này, nếu như các bạn muốn nói anh ta thì không phải là he ha, mà sẽ là him, cô ta là her, bọn họ là them, us, tương tự như vậy. Absolute phrase thì chúng ta sẽ dùng object pronoun, trong khi absolute clause thì chúng ta mới sử dụng subject pronoun ha. Và nhắc lại, nếu bạn nào chưa xem về absolute clause thì các bạn có thể xem ở phần description phía dưới nha. Alright, vậy đây là hai ví dụ sử dụng absolute phrase làm subject. Bây giờ chúng ta sẽ xem qua một số ví dụ sử dụng absolute clause làm object nhé. He wants me going to school on Sunday. Thầy có subject là he, verb là wants. Bây giờ object của thầy là một absolute phrase bao gồm là một cái pronoun me, một cái verb in going to school on Sunday. Và đây là một câu sử dụng absolute phrase ha. He wants me going to school on Sunday. Và thầy cũng xin nhắc lại một lần nữa là khi chúng ta sử dụng personal pronoun, đại từ chỉ người, để tạo ra một cái absolute phrase thì chúng ta phải sử dụng object pronoun ha. Me, him, her, them, us, it ha. Alright, một ví dụ khác. This happened because of you waking up late. Trong câu này thì có subject là this, verb là happen. Bây giờ có một cái preposition là because of ha. Và các bạn học qua part of speech, loại từ, thì các bạn cũng biết là sau preposition, sau giới từ, trong trường hợp này là because of á, sau giới từ phải là verb in hoặc là noun đúng không nào? Ở đây thì thầy có một cái absolute phrase đóng vai trò như một danh từ. Absolute phrase này được tạo thành từ một cái object pronoun là you và verb in là waking up late. Okay, you waking up late, một cái absolute phrase.
đi sau cái because of. Đây là một cái absolute phrase đóng vai trò như một object của preposition, right? Vậy là absolute phrase có làm subject, cũng có thể làm object nào? Ok, vậy thì áp dụng nó như thế nào đây? Chúng ta có thể sử dụng nó trong văn nói ha, hoặc chúng ta cũng có thể sử dụng nó trong văn viết để khiến cho câu nó gãy gọn hơn, nó hay hơn ha. Giả sử thầy muốn nói hai ý tưởng, đó là I come here alone, và thầy có thêm một câu là my family feels sad about this. Ok, đây là hai câu. Bây giờ thầy có thể cho nó gãy gọn hơn bằng cách thầy dùng absolute phrase ha. Me coming here alone makes my family feel sad. Ok, vậy thì thay vì nói hai câu, thầy chỉ việc nói một câu thôi nhưng vẫn diễn tả được tất cả những ý mà thầy muốn nói. Rồi trong văn viết thì sử dụng absolute phrase sẽ khiến cho câu của mình nó bớt lòng thòng đi ha, nó bớt lung tung đi. Ví dụ, thầy có hai câu đó là human activities are polluting the earth. Và một câu là this will soon be everybody's problem. Bây giờ thầy sẽ wrap hai câu này lại sử dụng absolute phrase ha. Human activity polluting the earth will soon be everyone's problem. Okay. Thứ nhất là câu nó gãy gọn hơn, thứ hai là cái ý tưởng của chúng ta được liền mạch hơn, đúng nào? Và thứ ba nữa, nếu như các bạn thi một kỳ thi nào đó, ví dụ như IELTS, thì chúng ta sẽ có thêm điểm về ngữ pháp ha. Bởi vì đây được xem như là một loại câu phức ha. Ok, rồi ôm lại thôi ha. Vậy thì absolute phrase là gì? Để có được một absolute phrase thì chúng ta chỉ cần dùng một danh từ cộng với verb in ha. Và nếu như cái cụm danh từ cộng verb in này nó làm chức năng của một danh từ trong câu, làm subject hoặc object của verb, object của preposition, thì chúng ta sẽ có một absolute phrase. Absolute phrase này sẽ giúp cho văn nói gãy gọn hơn, cho văn viết được liền mạch hơn, wow, professional hơn, chuyên nghiệp hơn. Ok, và đó là tất cả những gì các bạn cần biết về absolute phrase. Thầy xin nhắc lại, có video clip hướng dẫn về absolute clause ở phía dưới nha. Hy vọng các bạn dành một thời gian ghé qua. Thank you and goodbye.